Hello mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người lan ngọc điểm rừng nha. Những giò lan thật là khủng, đang nở hoa, thơm ngát, thơm ngào ngạt. Ôi là đã quá là đã luôn. Hoa này mọi người ơi, ôi quá khủng luôn. Ngọc điểm rừng Bình Thuận nha mọi người. Đây, những loại giò lan này được ghép, mua lan ký về ghép vào gốc cây, ghép chắc cũng lâu rồi đây nè. Nếu mà tính ra thì chắc là cũng 7-8 năm rồi. Thơm quá thơm mọi người ơi, đã quá đã. Cái này là chơi Tết dương lịch cho đến Tết nguyên đán luôn. Quá trời vòi hoa luôn á. Nãy giờ không biết là đếm bao nhiêu vòi hoa ha. Nhiều quá đếm không hết. Ngoài đây còn nữa nè mọi người. Đây, quá đã luôn à. Thơm quá thơm đi. Ôi trời là thơm. Đã quá. Cái góc này là chơi tới Tết nguyên đán nè. Này, quá trời, chơi tới hết tháng giêng. Ôi quá trời. Đã quá mọi người ơi. Thơm, thơm quá thơm luôn. Hoa dắt chiếu quá, chỗ nào cũng có hoa. Đây nè, dưới này cũng có hoa nè. Đã quá. Đây nữa nè. Đây nè, chút xíu cũng ra vòi hoa không. Đẹp quá mọi người ơi. Rồi thôi bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Nếu như mọi người xem và yêu thích kênh của mình thì hãy like và đăng ký ủng hộ mình nhé. Bye bye mọi người.